lại đây lắng nghe tình yêu này, cứ để bao âu lo thở dài, em sẽ thấy nụ cười trong mắt tôi. Lại đây khi ta tin anh thấy mệt nhoài, cho nhau bao nụ cười, quên đi bao chuyện buồn. Bên nhau hát khúc ca tuyệt vời, yêu nhau yêu nhau đi. Chung lời hát với tôi, từng ngày qua là đúng mắt ngơ. Nụ cười hay rạng rỡ dưới nắng mai, một đời bao đẹp tươi. Hãy yêu người, hãy yêu người, hãy yêu người. Người em, chưa mai hôn trên môi em, bông hoa tươi đang nở ngoài thềm. Em ở đây dịu dàng nên ngất ngây. Người anh, cho tôi yêu anh thêm từng ngày. Yêu quên đi bao nhiêu ngày dài, yêu quên những muộn phiền đang đến đây. Xin như những khúc ca tuyệt vời, yêu nhau yêu nhau yêu nhau đi. Em có tình câu dễ dời, yêu em không nói nên lời. Cảm ơn, cảm ơn. Và xin kính chào ban giám khảo. Và xin kính chào quý bà con thân mến. Cuộc thi Hoa Khôi của phường Ánh Sao đang vô tới cơ hội gây cấn và quyết liệt. Và kính thưa quý vị, phần chấm điểm là của ban giám khảo và ban tổ chức. Nhưng mà các phần tin nhắn qua bầu chọn của quý bà con cũng không kém phần quan trọng. Điển hình là kể từ giờ phút này cho đến 12 giờ trưa mai, quý vị khán giả nếu yêu thích thí sinh nào thì cứ việc bình chọn cái số báo danh mà thí sinh đã đeo trên người rồi gửi về tổng đài 1900 1234. Thí dụ quý vị khán giả thích số 1, chúng ta sẽ gửi tin nhắn là số 1 rồi gửi về tổng đài 1900 1234. Chúng tôi sẽ nhận được. Quý vị hãy xem số báo danh trên người của thí sinh chúng tôi. Quý vị hãy bình chọn 10 thí sinh đoạt điểm cao nhất sẽ lọt vào vòng trong. Hãy soạn cú pháp 004 gửi về tổng đài 1900 1234. Hãy bình chọn cho À, trời ơi, trời đất ơi, sai rồi nha. Trời nhanh quá à. Mọi người ơi, nhớ kỹ với mọi người, nhớ như in nha mọi người, là mã số là 010 nè mọi người ơi. Gửi tới 1900 1234 mọi người. Bây giờ hãy quên ngay tin nhắn rác, và mã số là 004. Và hãy nhớ rằng 080 gửi đến 1900 1234. Nào, cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Anh à. Nè, cầm đi lấy. Mấy chục năm rồi, bữa nay mới viết thư để nói chuyện với anh à. Thư gì á? Đó, cái này đâu phải thư đâu. Cái này á, là tờ rơi để kêu gọi mọi người á, bình chọn cho em. Thấy không, thấy không? Tờ rơi hả? Ừ. Nguyễn Thị Nga nè. Ủa vậy anh cầm này làm cái gì? Bây giờ anh cầm cái này nha, anh đi phát tờ rơi cho cái phường của mình nha, rồi anh phát luôn mấy cái phường lân cận đó. Mà anh vừa phát tới đâu anh dán tới đó nha anh. Ê, đặc biệt nha là ở mấy cái chỗ cột điện đó anh dán nhiều lên cho em nha. Phát thì anh phát được rồi à. Còn dán cột điện anh thấy nó kỳ kỳ hả? Có gì đâu mà kỳ, em thấy chỗ cột điện người ta dán quá trời luôn á. Có em, chỗ cột điện nó chỉ dán quảng cáo là rút hầm cầu với lại khoan cắt bê tông mà. Anh dán giờ anh dán luôn cái này lên cái người ta gọi cho em alo Anna hả? Ừ, ngày mai đi rút hầm cầu nha. Trời ơi, trời ơi.
anh nói đùa thôi mà, tôi không có gì đâu mà em khó chịu với anh vậy. Anh nói đùa thôi, anh yên tâm, cái này giao cho anh, cái này em giao cho anh đi, anh hứa anh dán đàng hoàng cho em nghe, nghe. Dán đàng hoàng người tao luôn. Cái đồ đáng thương. Lo gì không biết, giao cho là xong xuôi. Anh hiểu tôi nói gì không? Tất cả các công nhân bình chọn cho Anna gửi 1900 1234, không sót một người nào nha. Ok, tốt lắm. Em thấy á, anh nên mở cuộc họp thì tốt hơn á. Mở cuộc họp thì cũng được, nhưng mà nó hơi long trọng quá. À, cái con Anna nó là ai á? Mà sao ông kêu cả công nhân mình bình chọn cho nó là sao vậy? Anna là Anna, con này con nọ là sao? Ừ? Tôi làm cái gì nó cũng có mục đích của tôi hết á. Ờ, cái mục đích mục nhọt gì của ông á, tôi hiểu hết mà. Nói gì? Móc mỉa ai vậy? Ờ, thì tôi có móc họng gì ai đâu. Tôi nghĩ sao tôi nói vậy thôi mà. Tôi có trăm công nghìn việc phải suy nghĩ, chứ không phải ở không như bà. Tôi sao? Rảnh rỗi xin ông nổi. Ờ, tôi rảnh rỗi xin ông nổi còn đỡ hơn ông. Vàng xin tộc. Tộc gì? Tộc gì? Chưa mà xin bơ vậy trời. Mấy yên tâm đi, con lo hết trơn rồi. Ừ. Lo là lo gì? Con nói mà nghe, con đã vận động hết tất cả những mối quan hệ của con để bình chọn cho con. Đúng rồi đó, giỏi quá. Ví dụ như là Thomas Tí, Harry Sung và một vài vị đại gia khác. Ai nữa? Hết rồi. Cái gì con nhiêu đó vậy? Như đó đủ không mày? Mày đừng có chủ quan nha. Má, con tính hết luôn rồi đó nha. Mấy cái vị đại gia của con á là tầm cỡ quốc tế không á, chứ không phải giỡn đâu. Với lại nha, ví dụ như anh Henry Sun nè, ảnh là một giám đốc công ty lớn, ảnh chỉ cần nói một tiếng thôi nha là cả cái công ty đó, các nhân viên đều phải bình chọn cho con đó má. Ờ ha. Dạo này thông minh ra nha. Không dám mới đây đâu nha, mà di truyền á. Di truyền từ ai vậy ta? Giỏi dạ. Phát quy nghe con. Dạ, má yên tâm. Vô đi. Ồ, Ngọc Trân. Dạ. Tới tìm anh hả? Dạ, em chào anh. Mời em ngồi. Có chuyện gì vậy em? Ờ, anh Tư ơi, đợt này chắc em nghĩ đợt này chắc anh Tư phải giúp em. Giúp chuyện gì? Chuyện công hay chuyện tư? Nếu chuyện tư thì vô tư, anh Tư hay à. Chuyện tư anh hay lắm. Dạ, vậy thì tốt cho em quá. Tại vì em nghĩ là em thi á, em sợ em rớt tụi dùng lại á. Cái đó là ăn thua cái bản thân mình thôi, cái năng lực của mình thôi. Em phải tự động vận động cái năng lực em chứ. À, cái trình độ thì em đâu có sợ. Tại vì em là một người quá trình độ. Mà bản tính em là một cái người tốt nữa, sống rất là nhân hậu và thẳng tính nữa. Nên em sợ em rớt luôn cái vòng bình chọn. Anh nói thiệt á, em phải học tánh của Nana. Mình phải cởi mở. Cởi mở tấm lòng nha, chứ không phải cởi là mở nha. Mình phải hòa đồng với mọi người thì mọi người sẽ đón nhận mình thôi.
Em biết rồi, nhưng mà anh Tư ơi, Anna là Anna, em là em, đừng có so sánh em với Anna. Anna là một cái phạm trù khác rồi. Anh hiểu, nhưng mà anh nói thật với em á, cái việc mà tuyển chọn dòng loại này kia đó, đó là hình thức thôi. Dạ. Chứ quyết định là trong tay anh. Dạ vậy thì à, em tìm anh Tư là đúng rồi ha. Anh gặp ai rồi? À vậy hả? Dạ. Ồ, vậy thì quá tốt cho em rồi, trời ơi. Vậy là có nghĩa là anh Tư sẽ giúp đỡ em đúng không? Em cảm ơn anh Tư. Anh không thích cảm ơn. Ủa sao vậy anh? Cuộc đời anh chủ yếu làm phước à. Anh hay làm phước giúp người thân. Đúng rồi, em thấy những người như anh Tư là giống như là có một cái dần hào quang sau óc gì đó, như thần thánh gì đó. Mà anh Tư ơi, sẵn tiện á, nếu mà anh Tư đã giúp đỡ cho em rồi á, cho em gửi bông bạn em nha. Cô bông, bông bạn em á hả? Này giống anh làm từ thiện mà em xin khuyên bạn em. Đúng rồi, cái đó gọi là người ta gọi là cái bổ sung thêm á. Lỡ làm phước rồi, làm phước cho trót. Trời ơi, anh Tư làm tuyệt vời quá. Anh có gặp ba em rồi, vuốt mặt phải nể mũi chứ. Dạ em biết rồi, em mừng quá. Em về em báo cho bông nó hay, nó mừng với em. Em về trước nha. Dạ em về. Dạ. Ê chào anh. Ê chào anh. Em chào anh. Kiểu này không làm phước cho được. Tánh tôi hay thương người quá à.